bảo vệ con, một lớp che chắn là chưa đủ. Đề kháng của con cũng vậy, cần hai lớp kháng thể IgG bên trong và IgA bên ngoài. Những năm đầu đời, hai lớp bảo vệ non yếu, đề kháng chưa hoàn thiện. Vinamilk Colos Gold chứa sữa non 24 giờ giàu IgG, HMP và HMO giúp tăng IgA tự nhiên cho bé, đề kháng hai lớp bảo vệ. Mẹ cũng có hai lớp bảo vệ nè. Vinamilk Colos Gold, đề kháng vững vàng, hai lớp bảo vệ.